Hello, mình xin chào các bạn. Đây, hiện tại là mình đang có mặt tại bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cái này là bảo tàng trước 1975 nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ có mặt tại đây để mình sẽ review những cái bảo tàng mà nằm trong khu bảo tàng của thành phố Hồ Chí Minh trước 1975, là trước giải phóng nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình đang đứng tại đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đây là một chiếc xe. Chiếc xe này gọi là xe tăng đúng không các bạn? Xe này xe thiết giáp hay gì đấy. Đó, xe này chỉ có hai bánh thôi. Đó, thì chiếc xe nó như thế này. Và có cả súng nằm trên xe các bạn. Thì mình cũng không biết, mình chỉ quay cho các bạn xem. Đó, cái này là gọi là pháo, pháo cao xạ đó các bạn, 37mm kiểu 1939 do Liên Xô sản xuất nha các bạn. Đó, thì mình đang đứng tại trước cái pháo xạ 37mm. Đó, thì cái này là xả một phát một, thì nói chung là các bạn biết rồi đó, thời chiến tranh mà cứ xả thôi. Đó là những chiếc xe thiết giáp này nè, đó là gọi là pháo xạ, là tỉa đó các bạn, bắn tỉa đó các bạn. Đó, thì cái này là thời trước năm 1975 nha các bạn. Đó, thì mình sẽ review cho các bạn xem. Đó, mình đang đứng tại bảo tàng, là mình quay cái khu vực vào đây. Một chiếc xe thiết giáp và một ba chiếc máy bay trực thăng. Đó, thì mình sẽ review cho các bạn xem. Sau đó thì mình sẽ bước chân vô trong kho bảo tàng để mình quay những dụng cụ mà hồi xưa, cái thời chiến tranh trước năm 1975, 1950 thì đang nằm trong bảo tàng. Đó, thì mình đang quay chiếc trực thăng này. Đó, đây là máy bay A-37. Đó, ngày 20 tháng 4 1975 nha các bạn. Đó, do đội đại quý đó, đại quý là cầm đầu chỉ huy đó. Thì mình chỉ quay cho các bạn xem thôi. Đó, này là khu bảo tàng, là những chiếc máy bay hồi xưa thời chiến tranh. Đó, tất cả cha ông mình là đi chiến tranh. Đó, rất là nhiều người Việt Nam mình đã hy sinh. Đó, là còn những cái nhân vật như thế này. Đó, là còn tồn tại lại, là làm những cái bảo tàng, là để cho mình xem những cái di tích lịch sử hồi xưa. Đó, của cha ông mình là đi chiến tranh như thế nào. Đó, là đánh phá, đánh giặc, đánh Mỹ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đó, như những chiếc trực thăng như thế này nè, ngồi như thế này lái thôi các bạn. Đó, nhỏ xíu à. Đó, đây là máy bay F-5 ngày 8 tháng 4 1975. Đó, do Nguyễn Thành Trung, chiến sĩ cách mạng, đó, hoạt động bí mật trong lực lượng công quân Sài Gòn, nghĩa là trung úy, đã lái chiếc máy bay này F-5, đó, ném bom vào Dinh Độc Lập. Đấy, chiếc máy bay như thế này nè các bạn. Đó, nhỏ xíu à. Đây, đó, nó nhọn liễu rồi các bạn, nó giống như là một con cá mập với các bạn. Đấy, thì mình lần đầu tiên mình vô được bảo tàng luôn. Thì mình sẽ quay review lại cho các bạn xem. Nó rất là có ý nghĩa với cuộc sống của cha ông hồi xưa, là do thời kỳ chiến tranh. Đó, nói chung là nhà nào cũng có cuộc sống mà trải qua thời kỳ chiến tranh. Mình thì còn nhỏ thôi, mình không biết. Thì mình chỉ quay lại thôi những cái chiếc máy bay trực thăng này. Đấy, là cho các bạn xem. Và những cái di tích lịch sử hồi xưa đang nằm ở trong bảo tàng. Thì một chút nữa mình đang review cái này xong, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem trong đó. Đấy, đây là một chiếc gì nè. Đấy, trực thăng này các bạn. Đây là máy bay trực thăng UH-1 sau 30/4/1975. Không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khắc phục khó khăn về kỹ thuật sử dụng máy bay, thu được của địch, chi viện cho lực lượng quân hải quân tiêu diệt căn cứ sở chỉ huy trận địa tàu thuyền của địch để bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, giúp Quân đội Nhân dân Việt Nam Campuchia góp phần giải phóng đất nước khỏi họa diệt chủng của Polis. Đây là chiếc máy bay này. Đó là 30/4/1975 nha các bạn. Đó, cái này là Dinh Độc Lập.
Đó, mình đang đứng ở Dinh Độc Lập và những chiếc máy bay. Đấy. Đó thì máy bay là có bản số hết nha các bạn, 541. Đó, cái này là gọi là trực thăng nha các bạn. Đấy, là cái này là khu vực này là đang làm mà để cho những cái hiện vật mà thời kỳ chiến tranh 1950 đến 1975. Đó thì còn lại những chiếc máy bay như thế này và những cái vật dụng mà để người xưa làm. Đó thì mình sẽ review lại hết trong bảo tàng này để cho các bạn xem tại thành phố Hồ Chí Minh mình nha các bạn. Đó, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hôm nay mình sẽ đi vào cái khu bảo tàng đó, để mình tham quan và mình sẽ review cho các bạn xem. Ở đây rất là nhiều người để vào đây để là tham quan và chụp ảnh để làm kỷ niệm á các bạn. Đó nè, chiếc máy bay này cũng có số hiệu luôn, 37 luôn các bạn, 37Z. Đấy. Đó, hồi xưa là bơm là để ngay chỗ mấy cái khúc nhỏ nhỏ nè, ở trên là cứ xả xuống thôi các bạn. Đó, sao mà chịu nổi. Hỏi sao mà Việt Nam mình rất là nhiều người chiến sĩ anh hùng, chiến sĩ Việt Nam. Đó, bà mẹ anh hùng rất là nhiều luôn. Đấy, những chiếc máy bay như thế này của thời mà Liên Xô, thời Mỹ thì bay qua đây thì nó muốn đánh khóa mình. Đó, cho nên đi dùng những chiếc máy bay đó. Đấy, thì bây giờ mình đã bước chân vào khu bảo tàng đó của Việt Nam trước năm 1975. Thì đây là những cuốn sách mà thời kỳ chiến tranh còn sót lại. Thì trong bảo tàng này có bán luôn các bạn, bán những cuốn sách như thế này. Đó, các bạn nào thích thì vào đây mua về để đọc. Đó, và những cái vật dụng đồ thời kỳ chiến tranh này các bạn. Đây, thì mình sẽ review lại tất cả những thứ trong đây để cho các bạn xem. Đó là những cái đồ mà chén, đĩa, bát nè, và những anh hùng chiến sĩ ngày xưa làm những cái dụng cụ như thế này. Đó, thì mọi người nhìn nè. Đó, ngồi làm, nói chung là đồ hồi xưa thì các bạn biết rồi đấy. Đó, thì thôi, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây là máy dệt thời xưa nè nha các bạn. Đó, đây gọi là máy dệt thời xưa nè. Đây gọi là máy dệt nha. Máy dệt thời trước năm 1975 nha các bạn. Đây.
Cái này là cây này gọi là thôi dệt nè các bạn. Đây là dụng cụ đóng giày trước năm 1975. Đó. Và đây là dụng cụ làm bánh tráng. Đó, này là những đồ cổ thời chiến tranh nha các bạn. Đó, kho bảo tàng tại Sài Gòn. Đây. Cân phân tích hóa chất nhà máy rượu Bình Tây. Đây, 1927 nha các bạn. Đây, căn này là 1927 nha các bạn. Đó. Bình đông rượu của nhà máy rượu Bình Tây. Đây, 1927 luôn nha các bạn. Đây, còn đây là đóng tàu, dụng cụ đóng tàu 1950. Đây nè các bạn. Đó. Đây là máy hàn sản xuất năm 1982 nha các bạn. 1982. Đấy. Đây là mẫu gỗ ở giai đoạn chạm khắc. Đấy các bạn. Đây là sản phẩm của thợ Kim Hoàng. Đó, đóng bạc. Bình vôi vòng đeo tay nha các bạn. Bộ sưu tập tàu biển nha các bạn. Đây, cái này năm 1985 nha các bạn. Đây là đèn tín hiệu tàu biển 180 độ. Đó. Đèn tín hiệu nha các bạn. Đó, cái này thời 1970 luôn. Đây là những dây tàu nè các bạn, dụng cụ ship dỡ hàng hóa nè các bạn. 1960. Đây. Cái này là các bạn biết rồi chứ, máy may. Máy Bobby tại cảng Sài Gòn. À. Đây. Mm-hmm.
Đây, cái này là mọi người trên Việt Nam mình đều biết chứ. Thùng đông lúa hồi xưa nha các bạn. Đấy, này là thùng đông lúa nè. Cây gạt nè các bạn. Đó. Thùng 40 lít nha các bạn. Đó, lon gạo nè hồi xưa nè nha các bạn. Đấy. Cái này là thẻ thu tô hồi xưa. Đó các bạn. Đây. Đó, đông rượu nha các bạn. Đây, và đây là căn đòn sắt này các bạn. Đó, 30kg đó. 1926 nha các bạn. Đây. Đây là vũ khí vật dụng cho binh lính Pháp hồi xưa nè các bạn. Năm 1954 nha các bạn. Súng phóng lựu đạn này nha các bạn. Đó, 1954 của lính Pháp đó nha các bạn. Đây. Này thời Pháp nha các bạn. 1945. Đây. Đây súng Thomas Son. Đó, sử dụng 1960. Đây. Đây là cung nha các bạn. Đó, cung hồi xưa nha.
dụng cụ rèn vũ khí trong năm kỳ khởi nghĩa. Đó. Này lưỡi cưa nha các bạn. Đây toàn là năm chiến tranh 1940 nè các bạn. Đó, thời 1940 là nấu lò như thế này bằng đồng không nha các bạn. Đây 35, 36. Đây là đèn cổ hồi xưa nha các bạn. Máy đánh chữ nè, đó máy đánh chữ hồi xưa 1945-1954 nha các bạn. Đây 1947-1954 radio. Philip. Đây một cái cây, một cái nón lá này các bạn, ký giả đi ăn mày và sử dụng cái cây này và cái nón lá này các bạn, sử dụng trong cuộc biểu tình năm một ngày 10 tháng 10 năm 1974. Đây là đồ của phó đô trưởng. Đây. Phó đô trưởng nha các bạn. Giày dép, dù cui, kính thư các loại, điện thoại. Đó. Súng. Nón Mỹ. Đó, phó đội trưởng là dùng cái này nè các bạn. Súng dài thòn luôn. Đây. Lo. Lo nè. Chảo nè các bạn. Mâm nè. Đó, máy chụp ảnh nè các bạn thấy không? Canon.
Đây, súng lựu đạn. Đấy, rất là nhiều. Kho bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đấy, này là bảo tàng của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kho bảo tàng của thành phố Hồ Chí Minh. Đó, những dụng cụ hồi xưa chiến tranh, thời chiến tranh nha các bạn. Đó, tại Củ Chi. Những cái này là sử dụng tại Củ Chi. Đây. Đây, ba lô giày dép thời chiến tranh đó nha các bạn. Bây giờ tìm lại cái không có đâu các bạn ơi. Đó. Vào lê, kiếm, súng. Đây, tất cả các loại. Đó, thôi, mình sẽ kết thúc nha các bạn. Các bạn xem nếu hay, cho mình xin một like và chia sẻ cho mình. Nhớ đăng ký xem video dài giùm mình. Cảm ơn các bạn.